Trang Quỳnh tập 217, sáng ghét chiều thương. Ê, người nước ngoài, lại đây. Tớ đâu phải người nước ngoài, người Việt chính gốc đây mà. Mày ở xa mới tới, xem như người nước ngoài, được không? Tên mày là gì? Tớ tên là Ngo. Ha ha, Ngo như bù. Ngo như bù là gì vậy? Là ngu như bò, ha ha. Làm lễ ra mắt đàn anh đi. Có phải là cô dâu đâu mà ra mắt? Không hiểu hả? Mày phải đãi tụi tao một chầu gì đó, gọi là ra mắt, hiểu chưa? Tớ đâu có tiền. Nó không có tiền, vậy thì mình đãi nó. Mấy cậu tốt ghê. Đãi mày một chầu bánh bịch đây. Bịch bịch. Mắc mớ gì chúng mày đánh nó, buông nó ra. Nó ở xa mới tới mà không chịu làm lễ ra mắt tụi tao. Dẹp cái trò mà cổ bắt nạt mà mới đi. Đáng lý chúng mày phải giúp đỡ nó mới đúng. Mày bên nó, nghĩ chơi với mày. Cậu mới tới đây ở à? Cha tớ mới qua đời, nhà không có đàn ông nên không thể làm việc đồng áng. Mẹ con tớ phải lên đây ở. Mẹ tớ có nghề làm nem nên mẹ nghĩ lên đây có thể buôn bán được. Bà kia, ở chợ này có nhiều hàng nem rồi, bà đi chỗ khác mà bán. Ờ, giữa chợ trăm người bán và người mua, sao lại cấm tôi? Thích thì cấm à. Nói cho mà biết, mà mới không sợ mặt cũ đầu, chấp hết đó. Mụ này ngon, cho mụ ta một trận. Làng nước ơi, mà mới bắt nạt ma cũ. Cho ông tiền, tới đuổi con mà mới đó đi. Không có tiền trong sổ làng, không được bán ở đây, đi. Trác, nhận hối lộ để đuổi tôi à, còn lâu. Mụ ta dữ quá, thua. Thua thì trả tiền lại đây. Tiền đó để mua dầu sức con mắt bầm này, hổng trả. Dùng vũ lực không được, tao dùng mưu. Ma cũ không thể thua ma mới. Nem của bà này ngon quá, bán cho 20. Ngon, tôi mua 20. Còn mà mới đó giành hết khách của mình, phải tống khứ nó đi gấp. Mẹ bán hết nem rồi, mừng quá. Mừng thì có mừng, nhưng mẹ lo lắm, người trong chợ ăn hiếp mẹ. Con cũng bị tụi nó ăn hiếp. Thói đời là thế, mà cũ luôn bắt nạt mà mới. Mình ráng chịu đựng một thời gian thì sẽ qua thôi. Ôi ôi, đau quá là đau. Bà này nè, tôi mua nem của bà về ăn, cả nhà đau bụng, ói mửa tùm lum. Bà bán nem có chất độc, khiến khách hàng bị ngộ độc, tới làng xứ. Bị họ vu khống rồi. Ông lý trưởng không cho mẹ bán nữa, chắc mình phải đi chỗ khác ở thôi. Mỗi lần dời nhà cực lắm, để mẹ xem có cách nào khác không. Được rồi, tớ sẽ làm cho cậu trở thành một người cao thượng, cả làng sẽ yêu mến mẹ con cậu. Bộ dễ làm người cao thượng lắm mà. Cố gắng nén giận mà cứu người ghét mình, đó cũng là cao thượng vậy. Cậu sẽ làm thế này. Ai ăn nem? Xít, nem độc ăn vào bị ngộ độc, trò cũng chả thèm. Nem đặc biệt chỉ dành cho nhà giàu, nhà nghèo ăn vào sẽ đau bụng. Chúng mày mua tao cũng chả dám bán. Nó chê tụi mình nghèo. Không những nghèo mà còn hèn nữa kìa. Nghèo hèn mới đủ nghĩa. Cho nó một trận. Đố chúng mày bắt được tao. Đố chúng mày chạy thoát được tụi tao. Thôi đi, nó chạy vào rừng, ghê quá. Mấy con thỏ đế, miệng hùm gan sứa. Nó chê mình nhát, đuổi theo. Á à, mình rơi vào bẫy của thợ săn rồi. Cào quá làm sao mà leo lên. Ha ha, trúng mối lớn. Ta đang cần thịt trẻ con để nuôi thần hổ, chúng mày tự tới nạp thịt cả đám. Ha ha, thần hổ, ra xem thức ăn của ông đây. Mỗi ngày ta sẽ làm thịt một đứa cho thần hổ ăn. Thằng béo nhất lên trước. Tao hả? Tao đâu có béo. Mày béo nhất đám, lên đi. Không lên ta cho thần hổ nhảy xuống ăn thịt chúng mày hết một lượt. Lên đi, cho tụi tao sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Á à, trước tiên là phải luộc chín, sau đó sẽ làm lông. Con đâu phải gà mà ông làm thế. Nếu là gà thì ta cắt cổ mày trước. Tại mày không phải gà nên ta luộc. Chuẩn bị vào nồi. Cha mẹ ơi, cứu con. Ái ái, nóng quá. Chưa được, thằng này chắc một năm tắm hai lần. Ta ngửi thấy mùi kinh lắm. Cho nó đi tắm đi. Ta buồn ngủ quá, ta ngủ một lát đây. Khi ta thức dậy là phải có món thịt người bảy món cho ta đấy.
ở bẩn kinh khủng, kỳ nãy giờ mà vẫn còn ghét. Ghét là cái gì? Là chắc bẩn bám trên người đó, dốt. Rồi, vào nồi. Dạ, cốt. Mày giỏi quá. Chớ vội khen, cứu tụi nó lên trước khi thằng hổ thức dậy. Lên mau đi, thằng ngò cứu tụi mình. Mày không ghét tụi tao à? Ghét tới bà đời, nhưng thấy chúng mày bị nạn, tao không làm ngơ được. Chạy lẹ đi. Dám đánh ta? Thằng ngò bị bắt rồi, kệ nó, lo mà thoát đi. Chúng mày hèn thế, nó cứu chúng mày, nó bị nạn, chúng mày bỏ nó. Chúng mày gặp nạn người ta cứu, người ta gặp nạn chúng mày làm ngơ, trời sẽ đánh chúng mày. Tụi tao muốn cứu nó nhưng biết làm sao. Xúm lại trói ông đồ tể kìa, cả đám mà sợ một mình ổng à. Nhưng còn con cọp. Con cọp để tao lo, tao có đã hổ quyền. Quay lại đó, cứu tao với. Bộp bộp. Ổng xỉu rồi. Xem đã hổ quyền của tao đây. Cốp. Trời, không ngờ thằng Quỳnh giỏi võ như thế. Trời ơi, không biết mấy đứa nhỏ đi đâu mà giờ này chưa thấy về. Chắc tụi nó bị té sông chết hết rồi. Bà còn cầu gì độc địa hơn để trù éo không vậy? Tụi nó về kìa. Hu hu, tụi con bị bắt để làm thịt nuôi cọp, sợ quá. Nhờ thằng ngọ cứu đấy, không có nó giờ con đã thành món thịt người bảy món rồi. Nó là con ai mà lạ hoắc vậy? Con của bà bán nem mới tới đây đấy. Nó biết cả làng ghét mẹ con nó mà nó vẫn cứu con mình, quả là cao thượng. Tớ xin lỗi mẹ nó đi. Bà cứ ra chợ bán với tụi tôi cho vui. Sáng ghét chiều thương, sao con lại dám vào hang cọp để cứu chúng nó vậy? Mẹ không ngờ con gan ghê. Con có gan gì đâu mẹ, con cọp giả đấy. Mọi sự là do thằng Quỳnh bày ra để mọi người thương mình đấy. Con bày ra cái đó là dựa theo lời dạy của nhà Phật, hãy thương kẻ ghét mình thì họ sẽ hết ghét. Thế nào, mưu kế thành công chứ? Lần sau ông Lý đừng có sai tụi em làm việc cho thằng Quỳnh nữa. Nó đóng tuồng mà đánh như thật, đầu thấu trời xanh. Em đóng vai đồ tể bị đám trẻ con đánh sưng cả cái giò. Em giả cột bị thằng Quỳnh đấm một quả thôi sơn mốt cái đầu. Bồi thường thiệt hại đây, cầm tiền đi uống rượu đi. Giá mà ai cũng cao thượng, biết thương kẻ ghét mình thì thiên hạ thái bình nhỉ. Giờ tớ hiểu rồi, người ta ghét mình và mẹ tớ cứ sừng cồ với họ nên họ càng ghét hơn. Cậu Quỳnh, quan gọi cậu kìa. Chắc gặp chữ gì không đọc được nên ổng gọi mình. Mấy ngày qua có một con cọp xuất hiện quanh làng cổ cò, làm dân chúng sợ. Ta nghe cậu có tài đánh cọp nên ta nhờ cậu đến diệt con cọp ấy. Con làm gì có tài đánh cọp? Quan nghe nhầm rồi. Nhầm sao được, dân chúng đồn ầm vụ cậu dùng đã hổ quyền đánh cọp, cứu bọn trẻ, đúng vậy không? Chết thật, mình bày kế đánh cọp giả, giờ phải đánh cọp thật. Hãy đi diệt ác thú cứu dân đi, Quỳnh mà, sợ gì ai? Nói chuyện mình đánh cọp giả ra là tôi đời mẹ con thằng Ngò, không nói thì tôi đời Tràng Quỳnh. Hoan hô anh hùng đã hổ. Anh hùng con khỉ, tại chúng mày mà giờ tao bị làm anh hùng đây. Phụ tao làm bộ áo giáp. Đánh cột thần, mày không cần áo giáp. Giờ đánh cột thường mà mày lại cần áo giáp à? Mày hỏi nữa, tao bẻ hết răng à? Ôi đà phét, ôi cái con khỉ. Sao giờ này mày cọc cằn thế, hở tí là mắng con khỉ. Cọc cằn con khỉ. Vào rừng, đi ngã này, sao mày đi ngã đó? Bận lo tính kế đánh cột, tao quen. Vái trời cho con cọp trúng gió, trúng thực, chết ngay hôm nay. Trúng thực, một ý hay. Ha ha, tao sẽ ra chợ mua thịt rồi bỏ thuốc độc vào đó. Mày ăn vào sẽ chết, khỏi cần đánh. Miếng thịt này có cả lạc thạch tín, cọp thần cũng phải chết. Có thạch tín trong đó mày ăn đi. Hả? Vút. May mà con cọp không biết trèo cây. Tao không trèo cây được, tao sẽ đào cái cây này bặt rễ, xem mày có thoát được không. Con cọp này khôn đáo đẻ. Đi đi, nếu không tôi sẽ bắn ông thủng tim đấy. Hứt, cung tên ấy chỉ để bắn vịt. Ừ nhỉ, cung tên nhỏ quá, mà làm cung lớn thì mình kéo đâu có nổi. Phải dùng kế hoãn bình để tìm cách thoát. Đằng nào thì ông cũng ăn thịt tôi. Trước khi chết tôi chỉ hỏi vì sao ông lại giết hại dân chúng. Họ có chọc ghẹo gì ông đâu. Nói ngược, bọn ta có chọc ghẹo gì các người mà các người cứ tìm giết bọn ta.
các người lột da bọn ta để bán, các người lấy xương của bọn ta để nấu cao hổ cốt. Các người ác lắm. Bởi thế ta mới tìm quan để kiện, nhưng không dám xuống làng. Ta lẩn quẩn mãi ở đây, không thấy ông quan nào đi qua. À, thì ra nó đi kiện. Nếu ta có ý hại các người thì ta đã phá nát cái xóm dưới kia. Mấy ngày nay ta đâu có hại ai đâu. Đúng rồi, nó nói thật. Mẹ ơi, đau quá. Đấy, mấy người đặt bẫy làm chân của con ta bị thương, tội nghiệp nó chưa. Tôi biết nhiều thuốc, để tôi chữa cho. Chữa đi, ta hứa không hại ngươi đâu. Tôi bó thuốc cho nó, vài hôm sẽ lành. Giá mà loài người ai cũng biết thương loài vật như ngươi nhỉ. Tôi chữa bệnh cho con ông rồi, ông nên đi nơi khác đi. Ông ở đây thế nào người ta cũng bắt ông à. Không, ta phải gặp quan rồi ta mới đi. Gặp quan cũng không giải quyết được gì đâu. Dù quan có ra lệnh cấm săn bắn, nhưng đám thợ săn cũng vẫn làm mà. Ta phải gặp quan, quan phải có cách quản lý dân chứ. Vậy thì đi với tôi về gặp quan, tôi có cách để không ai làm hại ông được. Chiều chiều, quan hãy trốn vợ đi đánh bài theo lối này, ông chờ ở đây sẽ gặp quan. Bả đang đánh bài, mình cũng đi đánh bạc. Hi hi, ai bảo ham chơi, không quản lý chồng thì ráng mà chịu. Chào quan. Á, xin quan đừng sợ, tôi chỉ muốn gặp quan để kiện chứ không hại quan đâu. Ai quỵt tiền của người hay sao mà kiện? Tôi kiện việc loài người tàn sát chúng tôi một cách vô tội vạ. Chúng tôi có chọc ghẹo gì mà người ta cứ tìm giết chúng tôi vậy? Các người là loài giả thú, để làm chi? Các người giả nhân thì có, các người tấn công chúng tôi tự vệ thì bảo chúng tôi là giả thú. Quan xem lại đi, con rắn có tự nhiên cắn ai đâu, chỉ khi có ai động vào nó thì nó mới cắn. Loài hổ chúng tôi đâu có ham ăn thịt người, chỉ tại người cứ theo săn bắn chúng tôi nên chúng tôi phải tự vệ thôi. Thượng đế sinh ra loài người và loài vật, mạnh ai nấy sống, cớ sao người lại cứ sát hại loài vật thế? Chúng tôi cũng biết quý sự sống mà. Yêu cầu quan ra lệnh cho dân chúng không được săn bắn chúng tôi nữa, chúng tôi hứa sẽ không làm hại loài người. Làm sao ta tin được lời hứa của ngươi? Rốt tôi cắn đứt một chân, xem như lời thề sẽ không hại loài người nữa. Được, ta sẽ là lệnh cấm săn bắn. Quan cấm mấy quán nhậu thiệt rừng luôn đi. Ừ, ta hứa. Thế thì tôi yên tâm, tôi sẽ đi khỏi nơi này. Chúng mày đâu? Có con cọp bị thương ở đằng kia, tới bắt nó cho ta. Bắt được nó rồi. Ông quan này vừa hứa thì lại thất hứa. Ồm, còn một con nữa, chạy đi. Con cọp nào nữa vậy? Có con nào nữa đâu, tôi giả tiếng cọp gầm để cứu ông đấy. Ôi, loài người, sao họ xem nhẹ lời hứa thế? Không phải cả loài người đâu, chỉ có những người tham lam mới thế thôi. Tại vì ông có giá quá nên ông tham. Tôi đã khuyên ông đừng gặp quan mà ông không nghe. Ta tưởng quan thì phải đàng hoàng chứ. Tôi bỏ thuốc cho ông rồi, vết thương sẽ lành, nhưng ông sẽ thành cọp ba chân. Ông nên đi chỗ khác, ở đây không an toàn đâu. Vết thương lành ta sẽ đi. Quan giải quyết đi, con cọp ba chân giết hại nhiều người lắm rồi. Phải báo vụ này lên phủ, nếu không thì sẽ còn nhiều nạn nhân. Con cọp kia đã thành tinh rồi. Quan huyện bại quá, để ta xử. Ta là quan phủ, thay mặt dân chúng ta xin lỗi vì đã làm tổn thương người. Ta đã cách chức quan huyện vì đã thất hứa với người, làm người điên tiết. Ta sẽ ban hành lệnh cấm săn bắn thú vật, xin người đừng làm hại dân chúng nữa. Hứa thì phải giữ lời, nếu không thì đừng trách ta. Loà loà, ai săn bắn thú rừng sẽ bị nghiêm trị như một kẻ giết người, ai bán thịt rừng sẽ mắc tội như bán hàng quốc cấm. Dạo này không thấy con cọp ba chân xuất hiện nữa. Không chọc chó thì chó đâu có cắn. Thú vật cũng có linh hồn như con người, khi sắp bị giết chúng cũng có đôi mắt sợ hãi, có vẻ văn lơ như con người. Thế sao mà người ta cứ càng tầm giết chúng bừa bãi thế nhỉ? Ê cuộc, đánh nhau chơi. Tôi đã bị tàn tật mà anh còn chọc ghẹo. Tao đâu có chọc ghẹo, tao thách mày đánh nhau mà. Tôi thế này làm sao mà đánh nhau? Không thích đánh nhau thì nhặt cuốn sách lên cho tao. Anh đừng có quá đáng như thế. Muốn đánh nhau thì đánh với tôi đây. Đánh thì đánh. Chát. Hắn khỏe quá, thua. Nhặt sách lên cho tao, nếu không tao đánh. Dừng tay, muốn đánh nhau với anh cuộc thì phải có tổ chức đàng hoàng.
nếu thua anh Cuộc, anh có chịu mất 10 đồng không? Còn nếu tao thắng, anh Cuộc sẽ cõng anh đi chơi 10 vòng chợ. Nhỏ, làm sao tao đánh nhau được mà mày bày trò thế? Yên tâm, bảo đảm anh sẽ có 10 đồng. Đúng ngọ hôm nay, trận đấu sẽ tổ chức tại sân đình. Đây là trận đấu võ giữa anh Thừa và anh Cuộc, mời bà con tới xem. Anh Thừa bỏ 10 đồng vào đây, em sẽ nhờ khán giả giữ hộ. Tiền đây, tao bỏ ra, lát nữa nó cũng thuộc về tao à. Nhờ bác giữ giùm, nếu anh Cuộc thắng thì bác trao 10 đồng này cho anh ấy. Không có tay mà đòi thắng. Đánh cuộc không? Tôi cá anh Thừa thắng. Đâu có dạy, ai lại không biết người có tay sẽ thắng người không có tay. Tao cá thằng Cuộc thắng. Sao ông cá kỳ vậy? Tao biết thằng Quỳnh nó có trò gì đó nên mới dám bày trò như thế. Tôi bắt cá với ông, ai thua mất 1 đồng. Mời võ sĩ Cuộc lên đài. Hả? Ai cho phép nó làm thế? Luật đấu võ chỉ cấm ai có nhiều hơn 2 tay thôi. Anh Cuộc chỉ có 2 tay, không phạm luật. Thằng Quỳnh nói đúng, đánh đi. Hừ hừ. Dạ. Chắc. Chắc. Thua thua, thua chịu thua, bàn tay của nó cứng quá. Ha ha, chạy như việc. 10 đồng của mày đây. Tao cũng thắng cuộc, tao biết thằng Quỳnh mà, ha ha. Cho chừa cái thói treo ghẹo người tàn tật.